Rồi, xin chào anh em. Thì em hôm nay em làm một cái clip ha, test đôi loa Bose 301 series 4 màu đen gửi cho một bác khách ở Đà Nẵng ha. Thì cũng giống như những đôi loa Bose, thì chiều hôm qua em có thông báo là đã hết hàng. Thì hôm nay em về được một lô nữa gồm 10 đôi ha, 301 series 4 màu đen. Và hôm nay em về trước 2 đôi. Rồi đôi này em sẽ test giao cho một khách còn một đôi. Thì lần lượt nó sẽ về tiếp tục anh em ha. Đó, và thì Bose 301 series 4 thì hiện tại thì màu đen và màu vân gỗ em có đầy đủ ha. Anh em nào yêu thì cứ alo. Đấy. Thì giá của màu đen nó vẫn là 8 triệu rưỡi và màu vân gỗ là 9 triệu rưỡi nha. Đó, có hai giá. Lo thì zin toàn tập nha. Bao anh em zin chưa mở ốc luôn nha. Mức độ đẹp là hoàn hảo rồi. Đó, dung thành các hạnh liền lạc hết nha anh em. Không có gì để bàn cả. Đó. Rất là đẹp. Rồi ha, màn lo nè. Gân lo, phiến lo, tất cả đều đẹp và riêng đó. Anh em yên tâm, thì hôm nay em ghép nó với con Amly Boston mà BA 1012 la mã. Thì con này nó giống như là con Jaguar BA 203 3 la mã đó. Thì anh em nào yêu thích thì chọn, thì với cái giá của con này là 5 triệu đồng bao ship toàn quốc đó. Giờ là một phương án lựa chọn cho anh em vừa ghép mà để karaoke và vừa để nghe nhạc ha. Đây là loa của bác khách ở Đà Nẵng đây. Rất là đẹp nha. Đó. Số 3 là trùng đôi trùng cặp ha. Đó, cái bên phải nè. Đó, 0604B. Đó. Thì cái bên kia sẽ là 0604A. Ha, 0604A nha. Là một đôi cặp của bác ha. Tem thì hiện trạng nguyên zin là như thế nào là em để vậy luôn ha. Chỉ lau bụi vệ sinh ở ngoài thôi. Ốc rồi, bao zin chưa bao ốc luôn á. Rồi, ok, đã xong ha về phần ngoại hình. Đó, rất là đẹp nha. Phiến lo nè, mũi xếp là ok hết nha. Đó, rất là đẹp. Đó, không có gì để bàn, thì em làm một cái clip ha, test nhanh thôi. Test lo hát đầy đủ ok không ha. Với cấu hình thế này anh em chỉ cần ghép một cái thêm một cái súp nữa là chúng ta đánh ở phòng 30 mét vuông nó robot 4. Rất là thoải mái. Không phải lo và suy nghĩ ha. Và đây là mặt mũi của con Amly Boston 1012 la mã. Con này thì hiện tại đang có tổng cộng là 3 con, một con màu trắng và một con hai con màu đen. Thì hai con màu đen có một con sẽ đi cho bác khách ha. Mấy cái này là rất là ok hết rồi, em còn thử thêm về karaoke cho anh em nữa ha. Đó. Nên em khỏi phải lăn tăn. Vì là test cái thủ tục và gửi cho anh em thôi. Tiếng bass rất là phê, rất là đầy ha. Đây lưới dây cần ha, đem mát đầy đủ nha. Rồi thì hiện tại em cũng còn nhiều âm đi karaoke và loa Bose thì em chuẩn bị về Bose 301 series 2 màu vàng nữa nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu hãy đón xem sản phẩm và chốt cho mình những đôi loa mà mình yêu thích ha. Đó.
Tới đây em cũng xin kết thúc, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.